Hello mấy chị đẹp nha. Hello mấy tình yêu. Hello mấy chị yêu đầu tuần vui vẻ mấy chị yêu ơi. Đầu tuần vui vẻ ạ. Đầu tuần vui vẻ. Thấy em bận bộ đồ là biết em tươi cười, thấy mấy chị bộ đồ tươi mà còn cười nữa đó, nghe chưa? Hello, hello. Xin chào mấy chị đẹp của em ơi. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Mặt lúc này mụn quá trời mụn mấy chị ơi. Rồi sao sao thì được thấy mụn rồi gặp mụn không. Hello hello mấy chị vô trong live mấy chị cho em nút cho em một trái tim với cho em một cho em một trái tim với cho em một like nha. Em làm xả đồ rẻ chưa. Ngồi xả đồ rẻ nè, giá rẻ như cho luôn. Xả nha, xả sốc nha. Không biết bé Thảo có nhận đào được, không biết được có chặt, có gọng gì không, thấy không thấy bé Thảo nhắn tin ta. Không thấy nhắn tin luôn ha. Đây vào like xem mấy bộ đồ bé gái để ở bé trai đi kiếm thì kiếm cái bộ đồ bé trai xem giá rẻ giá thấp cho. Hello,
đồ mấy chị ơi, bữa nay đồ về xây cồ, xây đại, xây cồ, xây gì cũng có hết trơn nha. Bữa nay về mua một già luôn. Mấy chị cần cái gì nhớ comment cho em lên nha. Áo hót đi, hót hót cái gì cũng có hết. Quần jean dài, quần jean đùi, quần cái gì cũng có hết. Xếp nhà không thiếu gì trơn á. Nhà không thiếu gì trơn, chỉ có thiếu tiền thôi. Nhà không thiếu cái thứ gì hết, chỉ thiếu tiền thôi. Đầu lai em xả rẻ cho mấy chị nha, giá rẻ bất ngờ luôn. Đầu lai là xả rẻ bất ngờ luôn. Bẻ xí cho wiu wiu lên lên chút xíu mấy chị, em xả đầu lai cho mấy chị mấy bộ mấy trai mấy bộ mấy gái này rẻ bất ngờ luôn á. Rẻ mà rẻ như chưa qua luôn. Mấy bộ đồ xịn nè, hôm nay em lên xả rẻ. Xả cho rẻ lắm. Rẻ xình, rẻ thúi luôn. Rẻ không ngờ luôn. Đồ lai xả rẻ nha mấy chị. Mấy chị nào hồi xem like lại thì mấy chị xem like lại thì mấy chị cứ không có thời gian xem like em thì xem like lại thì mấy chị cứ nhấn chụp hình màn hình cho em nha. Nhiều khi mấy mẫu này lẻ sai nhiều khi còn nhiều hết nha mấy chị, thông cảm nha. Em bao đổi trả hàng trong mọi hình thức nha mấy chị. Em bao đổi trả, em bán đô đa, bao đổi trả hàng trong mọi hình thức. Hàng không thích, hàng chặt, hàng rộng, hàng gì đó mấy chị không thích là cứ đổi em vô tư nha. Thí dụ chặt, mấy ví dụ như chặt đi, đổi em lấy sai rồi bị chặt, đổi em chịu tiền ship. Còn mấy chị thí dụ như rộng hơi rộng tí xíu mà mấy chị hay là mấy chị bận, mấy chị không thích mẫu đó mấy chị đổi thì mấy chị vui lòng chịu tiền ship ha. Còn lấy hàng mà chặt đổi là em chịu trách nhiệm, em lấy em chịu trách nhiệm, em sẽ đổi mấy chị, em chịu tiền ship. Còn đồ mà mấy chị lấy về mà không ngưng ý thì mấy chị chịu tiền ship giúp em. Mấy chị yêu hen. Đây, bộ này em có xây số 2, số 2, số 4, số 5 rồi mấy chị. Số 2 là 80 kg á mấy chị. Số 2 là 8 kg. Bé nào tròn thì 8 kg, còn bé nào gầy gầy thì 10 kg. Em có xây 13 kg với xây 15 kg. Cái bộ này thun cô tông. Co giãn 4 chiều đẹp nhất cái đó. Đẹp mà không còn chỗ nào chê đâu mấy chị. Mấy chị mà chê bộ này là em không ngồi chê đâu. Lẻ sai rồi mới biết đồ đẹp mới còn lẻ sai nha. Đây màu đen. Màu đen. Đẹp chưa? Phối. Phối màu trắng với màu đen. Em sell bộ này cho mấy chị 80 luôn á. Em sell 80 luôn là như là nhất cái đất rồi nha. Em sell 80 là nhất cái đất rồi nha. Bộ này 115.000, bây giờ em sell 80.000, lấy tương tác đầu like với mấy chị. Em sell 80.000 nha quý vị. Là 80.000 là không đủ cái giá mà em nhập. 80. Em sell mấy chị 80, bộ này hai cái túi hộp. Đây hai túi hộp dễ thương không? Màu đen em sell mấy chị 80. Nè, này một cái túi hộp. Em sell mấy chị bộ này 80k. Nổ đơn mấy chị, em còn lẻ sai nên em sell 80 nha. Thun cô tông mịn, không có phải hàng điểu, hàng dởm gì đâu. Tại vì lẻ sai cho nên một ri của nó là mười mấy cái mà em bán hết. Còn lẻ sai này em mới sell nè, 80.000. Sell đầu like. Sell đầu like nha mấy chị. Sell đầu like cho vui nhà, vui cửa nha. 80k. Comment cho em đa đen 80. Xả 80. Sao mình không xả 79 cho nó số đẹp ta. Màu đen xả 80. Màu đen xả 80. Đây màu đỏ em còn bộ 10 kg với bộ 10 14 kg. Bộ 10 kg với bộ 14 kg.
màu đỏ, bộ 10kg nhưng bộ 14kg. Bộ 10kg nhưng bộ 14kg. Em xem mấy chị 80 luôn. 79 thì chỗ đẹp mấy chị, 79 đi. Đây, em còn bộ này nè. Màu đỏ, comment cho em đỏ. 80 luôn mấy chị, đỏ 80 luôn. Trời ơi, sale rẻ dữ mấy chị. Sale rẻ dữ nhất cái đất luôn mấy chị, 80. Rồi bộ này em bán 115.000 đó. Vậy em xem 80 luôn mấy chị biết em lỗ. Chứ đâu có lời đâu. Bộ này lỗ á. Tại thường thường một bộ em bán, ví dụ như em giá nhập của em, giá nhập của em là em đưa lên là ví dụ như nhập 99.000 thì em bán 115.000 là em lời được 15.000. Có khi hàng nào mà em lấy được hàng sale thì em lời được 20.000 bộ. Còn bây giờ em xả xuống vậy là lỗ nè. Cái này là còn trong cái lời của em nằm trong đây, em bán một ri á mấy chị, là cái bộ hai bộ, bộ hai bộ này là còn cái lời á mấy chị. Cho nên em mới xả đó. Xả được nhìn xả giống như lấy cái tiền lời của mình nó xả được nhiêu được các kiểu vậy á mấy chị. 79. Bữa hỏi em còn xả 99.000 nè, bữa nay em xả sốc luôn, xả lỗ luôn. 79 mấy chị. Màu đỏ. 79, comment màu đỏ 79 cho em nha. Màu đỏ 79 cho em nha. Đỏ 79. Xanh. Xanh cũng vậy em, còn bộ số 2 với bộ số 5. Bộ số 2 với bộ số 5. Bộ số 2 với bộ số 5. Là bộ 8kg với bộ 14kg. Bộ 8kg với bộ 14kg. Bộ 8kg với bộ 14kg. 79 luôn. 79 luôn mấy chị luôn. 79. Còn xả rẻ dữ mấy chị. 79. Mấy bộ này không có giá 79 đâu mấy chị mua lần mấy chị mua đầu like mấy hồi trước mấy chị mua đầu mấy chị biết mà không có giá 79 đâu. Nhưng mà có xe nhỏ thôi cho nên em sale 79 nha. Đây, bộ này em còn xe số 2, xe số 3. Bộ 8-10kg, bộ 10-12kg. Bé nào gầy gầy ấy nha, gầy gầy thì nói chung là 8kg, 12kg, 8kg tới 12kg. Bộ này em sale 79.000, trời ơi bộ này đẹp nhất cái nách mấy chị. 79.000, đẹp nhất cái nách. 79.000. Mấy chị nào có bé cỡ đó thì mấy chị hốt hàng đi. Mấy chị nào có bé con trai mà cỡ đó thì hốt hàng giúp em nha. Em còn xe số 2, số 3, số 2, số 3, số 4, số 5 vậy. Nói chung là cỡ số đó cho nên em mới xả đó. Này còn 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bộ này em còn số 2, số 3, số 4 là xây từ 8kg cho tới 14kg mấy chị. 8kg tới 14kg. 8kg tới 14kg. Em xem tại bộ này nhập hơi cao, lỗ nhiều quá tụi nghiệp em mấy chị. Bộ này em xe 89.000. Bộ này em xe 89.000. In phủ hết luôn cái quần luôn mấy chị, 89.000. Bộ này em xe 89.000 nha. Xanh em xe 89.000. 89.000. Lỗ nhiều quá tụi nghiệp em mấy chị yêu. 89.000 màu xanh. Em có từ 14kg đổ xuống, 8kg đổ lên. Nói chung từ 8kg tới 14kg. Sao 89.000 cái bộ này. Không, đồng giá 79 luôn đi. Để đi cho lỗ tột quần đi. Đồng giá luôn mấy chị, 79 luôn mấy chị. Để nó cho lỗ vô tột cái quần luôn. Không có quần bận luôn. Em không có quần bận với chị buồn lắm. Em không có quần bận với chị buồn nhá kẹo nha. Một bộ sắc nách mấy chị đẹp. 2, 3, 4. 8kg tới 14kg. 8kg tới 14kg. Đây, 8kg tới 14kg. Em xem mấy chị 79.000 luôn. Trời ơi, còn lẹ lẹ nhỏ nhỏ kệ theo mấy chị 79.000 luôn mấy chị.
79 ngàn mấy chị. 8 kg tới 14 kg 79 ngàn. 8 kg tới 14 kg 79 ngàn. Ký tới 14 kg luôn, mẫu này đỏ cái nón, 8 kg tới 14 kg đỏ cái nón, nãy xanh sắc mắt này đỏ cái nón, đỏ cái nón rồi mấy chị đó. Từ 14 kg, 14 kg cho 8 kg tới 14 kg em xe 79 ngàn luôn, 8 kg tới 14 kg em xe 79 ngàn luôn mấy chị. Rồi ai chuẩn bị xanh bé trai hốt mấy cái hàng lẹ xeo xeo của em đi, để dành cho con mình bạn cũng được mấy chị, không có tiếc đâu. Trời ơi nữa không khách hốt rồi không có giá đó đâu nè, từ 8 kg tới 14 kg này em sell 79 ngàn nè, mấy đồ hung cô tông nè. Bữa hỏi nói chung là cái này hàng nguyên ri là em bán 115 ngàn bộ, bữa nay còn lẻ sai cho nên em bán 79 ngàn nha. Hung cô tông xịn mịn, mấy chị nhận về mấy chị cảm thấy đồ không đẹp mấy chị cặp em cũng được nè. Em bán hàng em cũng muốn mấy chị ủng hộ em về dài mà. Đây 79 ngàn đỏ cái nón, 79 ngàn. Từ 14 kg tới 8 kg tới 14 kg mấy chị. Để xình. Để xình dễ thúi. Nè, em tới em xả mấy bộ bé trai nè. Em xả mấy bộ bé gái chung lên nó rộn. Đây bộ này bộ Quảng Châu rồi mấy chị, em còn có một bộ duy nhất nè. Em còn có một bộ duy nhất luôn á. Xây này hả? Xây này tầm 13 kg á mấy chị. 12 13 kg á. Xây này tầm 12 13 kg nha mấy chị. Đây. Thấy nó vậy thôi chứ tại nó sắp nách á cho nên mới vậy, thấy vậy chứ 12 13 kg á. Trời cái bộ này bận vô nhức nách thôi. Đây, cái quần ống suông. Cái quần suông xuống á. Cái set này họ bán 100 tại Quảng Châu, hàng nào Quảng Châu mấy chị giá cao lắm. Mà bán tới 125 ngàn đâu. Giờ còn bộ cuối cùng ha, em xem mấy chị. Em xem mấy chị 89 ngàn. Em xem mấy chị 89 ngàn nha. Bộ này hỏi em bán tới 125 lận mấy chị. Em xem mấy chị 89 ngàn, còn xay 12, 13kg. 12, 13kg là bằng xay này là thoải mái nha mấy chị. Em trừ hao rồi đó. Em xả cho mấy chị 89 ngàn. Mấy chị có xem like lại mấy chị cứ chụp hình gửi inbox cho em nha. Em xả cho mấy chị con này 89 ngàn. Em xả cho mấy chị 89 ngàn, 12, 13kg. Nói chung là 14kg cũng mang vừa. Tại vì cái này xây Quảng Châu là 5, 7, 9, 11. Mà xây 15 của nó tới 30kg. Thì cái xây này, xây 7 này là nó tầm 14kg. Xây này tầm 14kg á. 12, đột 12kg là bé nằm tròn dữ lắm, 12kg còn không mà bé nào. Ví dụ tròn gì vừa là 13-4kg nha. Xe này nó bự lắm. Em xem mấy chị 89 ngàn. Mấy chị không có xem like, mấy chị xem like lại. Mấy chị chụp hình gửi em còn bộ nhất mới xe 89 ngàn. Chứ mà em bán là 125 ngàn. Bán là 125 ngàn mấy chị ơi. Nhận xuất hàng đó chị, bộ này xuất hàng nè, thun xuất hàng mịn lắm, vải mềm lắm, cái này mấy bé sơ sinh bạn được, bé sơ sinh mấy chị, đây dính miếng muội nè mấy chị, về giặt nên em giặt ra ra hết rồi. Em xe bộ này cho mấy chị 49 ngàn, em xe bộ này cho mấy chị 49 ngàn, vải mịn lắm, 49 ngàn mấy chị,
49.000 nha. Bộ Mickey hình Mickey màu hồng 49.000, sale bộ này 49.000 mấy chị. Em có 8kg tới 12kg đó. Bộ này em có 8kg tới 12kg. 49.000. 8kg tới 12kg 49.000. Cái 49.000 mấy chị. Cái bộ này 8kg tới 12kg 49.000. Cái này mấy chị comment cho em là sạch nha. Còn không rồi gặp lại cho em mã số 1 đi. 49.000 mã số 2 đi. Mã số 3 một bộ Quảng Châu sắc nách. Mã số 3 một bộ Quảng Châu sắc nách mấy chị. Một bộ Quảng Châu sắc nách, phun răng bộ Quảng Châu sắc nách. Cái này em xả nha mấy chị, chứ em bán không có giá này đâu. Đây xây này khoảng 24kg mấy chị. Xây này khoảng 24kg nha. Quảng Châu xây này khoảng 24, 22, 24kg. Nếu ấy thì thôi em bán 22kg đi. 22kg là thoải mái rồi đó. 22kg là bé là tròn dữ lắm luôn á. Đây cái bộ này là 22kg là em bán cho mấy chị là bé thoải mái lắm luôn, 22kg đó. Nếu mà bé nào mà tròn lắm nó 22kg thôi, bé thì gầy 24kg nha. Em sale bộ này cho mấy chị 89.000 luôn đi. Hôm sale 79.000. 79.000 bộ sách mắt. Cái này là kết hết luôn mấy chị. Kết hết luôn, kết nó kết vô luôn. Em xả đó, còn có một bộ nên em xả á. Cái bộ này ổng là bán tới 95.000 hay sao á, vải mịn lắm. Mang cho em mã số 3 đi, mấy này lẻ sai mấy chị. Mã số 3. Mã số 3. Mang cho em mã số 3 nha. Số 3, mã này mã cho em ghi cho em mã số 4 mấy chị. Đây mã số 4 em còn một bộ. Một bộ này là xây này là 89kg mấy chị. Đây xây là 89kg. Em sale cho mấy chị bộ này 39.000. Em sale cho mấy chị bộ này 39.000 nha. Xe này xe nhỏ mấy chị, khoảng 89kg chỗ lại mấy chị, 89kg thôi em sale mấy chị 39.000. 89kg thôi nha, sale mấy chị 39.000. Em sale mấy chị 39.000. Màu đó không phải là màu cũ đâu mấy chị, cái màu đó nó hồng guốc á mấy chị, hồng guốc á, cho nên nó dễ chứ không phải là cũ đâu. Em sale mấy chị 39.000. Comment cho em mã số 4. Mã số 4 39.000. Comment cho em mã số 5. Mã số 5 mấy chị. Mã số 5 này tầm 24-26kg nha mấy chị. Đây 24-26kg mã số 5. Mã số 5 là 24-26kg. Em xem mấy chị 59.000 bộ này. Trời ơi, bận mua này nhìn cưng lắm mấy chị, bận lạ lắm luôn, cái quần ống suông rồi thêm một cái áo nè. Cái áo tua vua nè mấy chị. Em xem mấy chị 59.000. Một ri em còn có một cái nha, cái lời của em nằm trong đây cho nên em xả thôi chứ nó không có vấn đề gì hết trơn nha mấy chị. Nó không có vấn đề gì hết, nó không có bị gì hết. Nó không có bị gì chứ, không có vấn đề gì hết. Còn có một bộ nên em sell thôi chứ nó không có vấn đề gì hết. Vấn đề gì vải hay là vấn đề gì sao hết á. Chỉ còn có một bộ, vấn đề là em còn có một bộ em xả thôi.
24-26kg mấy chị, 24-26kg này chị phân to lắm. Em xem mấy chị 59.000. Comment cho em mã số 5. Comment cho em mã số 5 59.000. Mã số 5 59.000. Mã số 5 59.000. Mã số 6. Mã số 6 này tầm 10kg đó chị. Mã số 6 này tầm 10kg. Mã số 6 này tầm 10kg. Em xem với chị 49.000. Một cái quần dài chốt cơ, một cái áo sắc nách, tầm 10kg. Mẫu này tầm 10kg với chị. Em xem với chị 49.000. Comment cho em mã số 6 49.000. Comment cho em 40. Mã số 6 49.000. Mã số 6 49.000. Mã số 7 49.000. Mã số 7 49.000 mấy chị. Size này 80kg mấy chị, 80kg ok nha, 80kg 10kg ok. Tròn tròn này 8kg, còn hơi rầy rầy xíu thì 10kg với chị. 80kg với chị. Em xem với chị 49.000, mã số 7 49.000. Mã số 7 49.000, mấy bộ đồ đẹp lắm luôn á. Mà bán hết rồi còn có lẻ size mấy chị, còn size nhỏ nhỏ mấy chị. Mấy chị có con có cháu gì á, có mấy chục ngàn mấy chị, có con có cháu gì á. Có con có cháu nhỏ nhỏ mấy chị, hốt giúp em đi cho con cháu cũng được. Mình mua bộ đồ có mấy chục ngàn, có 49.000, 59.000 mình tặng, ta đâu biết mình mua đồ 49, 59 đâu. Thiệt tình với chị, giải đẹp lắm. Comment cho em mã số 7 nha. Mã số 8, comment cho em mã số 8. Mã số 8. Mã số 8 là tầm 80-10kg đấy chị. Từ 8-10kg. Tròn tròn thì 10kg. Còn tròn tròn thì 8kg thôi, gầy gầy thì 10kg. Em mã số 8, comment cho em mã số 8. Mã số 8. Em xem với chị 49.000 mã số 8. Mã số 8 49.000. Mã số 8 49.000 chị. Mã số 8 49.000. Mã số 10. Mã số 10 này một cái quần. Quần lính mấy chị, con mấy chị bé nào bụi bụi mấy chị phá muốn con mình bận bụi bụi á, mua mẫu này cho em. Đây ở dưới nó boy nè. Cái này lùng bận cũng được mà cao bận cũng được luôn. Lùng cao gì mà ăn cũng được cho một cái quần lính. Đó. Một cái áo. Một cái áo hóc đi mấy chị, có nón. Có nón. Form này là 24 26 kg nha mấy chị. Form này 24 26 kg nha. Form này 24-26kg đó. Bé nào tròn 24-26kg, bé nào ấm ấm 28kg mang vừa nghe. Xe này xe ếch đó mấy chị. Xe ếch. Em xe cho mấy chị bộ này 99.000. Em xe cho mấy chị bộ này 99.000. Em có màu cam với màu đỏ. Màu cam với màu đỏ. Có màu cam với màu đỏ cho mấy chị ơi. Mấy chị yêu ơi 99.000 mấy chị. Giờ xả mà mấy cái này là xả luôn mấy chị. 99.000. Mã số 9. Bộ màu mà áo màu đỏ thì mã số 10 giúp em nha. Bộ màu đỏ, áo màu y chang gì luôn nhưng mà áo nó màu đỏ. Mã số 10 giúp em. Cho mấy bộ này mấy chị mà có cháu mấy chị mua về mấy chị tặng cho mấy cháu đi. Nó vừa rẻ, em bán nó vừa rẻ mà vừa. Nói chung là rẻ hơn nhất cái nách. Không còn gì nói. Rẻ xình luôn. Một bộ màu cam với một bộ màu đỏ đó mấy chị thích màu nào comment màu đó cho em. Trời mấy bộ đồ lính nó bận là nó nhất cái nách. Bận là nó bụi lắm luôn đó.
Tại em có xe nhỏ thôi á, chứ mấy cái đó bận bụi lắm. Mấy bộ này bữa nay em xả luôn nè, em xả sập sàn luôn nè, em xả cho mấy chị sập sàn luôn. Bộ ngố, bộ ngố mấy chị, bộ ngố vải Quảng Châu, thun Quảng Châu. Đây em có xay từ, em đang cầm là xay 8kg á. Em có xay 8kg thì xay 18kg. Thôi này lấy xay phôm là xay nhỏ lấy 8kg tới 16kg đi, 8kg tới 16kg. Em xay cho mấy chị 39.000 cái bộ này nha, 39.000 nha. Đây là em làm giá 59.000 nè, mà em xả cho mấy chị 39.000. 39.000 bộ thun vải này thì nó đẹp nhất rất là đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị, mà tại vì coi còn xay nhỏ cho nên em sale 39.000 luôn nha. Vải đẹp lắm. 39.000 cái này dạng một cái quần ôm với một cái áo bạn hơi rộng rộng đó mấy chị. Đây, giống như phơm người lớn mình vậy á. Em sale 39.000 mấy chị. Em sale bộ này 39.000 màu vàng. Màu vàng này, em có xay từ 8 kg tới 16 kg. Từ 8kg tới 16kg em sale 39.000 vàng. Đỏ, đỏ thì em còn 18kg. Đỏ thì em còn 8kg tới 15kg thôi. Đỏ thì em thì còn 8kg tới 15kg. Đỏ em sale 39.000. Đỏ 39.000. Vàng 39.000. Đỏ 39.000. Thích màu nào comment màu đó cho em nha. Sale mà sập nguồn luôn. Sale mà sập nguồn luôn mấy chị. Mấy chị mua mấy bộ đồ này về bạn không phải ăn đâu. Không có vấn đề gì đâu, tại vì em xả rẻ thôi chứ nó không có vấn đề gì đâu. Rẻ sai nên em xả rẻ. Rẻ sai nên em rẻ thôi chứ không vấn đề gì hết. Mấy chị xem like em bên bây mới mấy chị không cần phải chia sẻ đâu, mấy chị cho em xin nút chia, xin một nút like với một trái tim đi mấy chị, thả cho em cái phim đi. Em la lấy cái bộ này nguyên đi. Một bộ đồ quần giống như quần quấy mấy chị. Đây cái quần em lấy đỏ size 13kg. Ok chị, đỏ size 13, em lấy size 5 cho chị nha. Tại cái bộ này form nó nhỏ lắm. Em lấy size 5 nha. Cái quần nó vừa nhưng mà cái áo nó sẽ hơi rộng, tại vì cái form ôm ôm á. Đây cái size 5 nè. Cái áo thì nó em nghĩ là sẽ hơi bự xíu, nhưng mà cái phọt này giống như cái phọt mình bận vậy đó chị nè. Cái quần ôm, còn cái áo thì hơi rộng rộng á, chứ không phải là rộng đâu nha. Tại cái quần nó ôm, cái áo nó hơi rộng rộng á, kiểu bạn giống như mình bận vậy đó. Cái áo mà bự bự dài dài rồi cái quần ôm vô vậy đó. 39.000. Cái này phơm nhỏ lắm, lấy xay nhỏ sợ cái quần nó không vừa. Em lấy chị xay 5 luôn á. Phải phơm để nhỏ. Bạn đi vòng vòng nhà hay bạn đi làm gì cũng đẹp đó chị. Bạn chơi đồ cũng dễ bạn nữa. Đây cái một cái quần quấy nè mấy chị, bạn vô cái quần như cái quấy luôn. Thấy cưng lắm, mấy bé nào mà đích tròn tròn bạn cái này thấy cưng lắm. Đây cái quần như quấy luôn mấy chị. Đây một cái áo, một cái áo có nón, thấy dễ thương không. Đây một cái áo có nón, áo lớp tớp, áo hơi lớp tớp trên, một cái quần với cái áo hơi lớp tớp. Thấy áo này đẹp, bộ đồ này đẹp này chị thấy. Cái áo hơi lớp tớp nè, với một cái quần quấy nè, trời bạn cái này cưng lắm luôn. Em còn size, em đang cầm là 80kg á. Em đang cầm 80kg mấy chị, tới 20kg nha, em có size tới 20kg nha. Thích comment cho em. Em xả cái này, bộ này cho mấy chị. Áo thấy bự quá. Bự quá thì em lấy nhỏ lại cho chị chút. Bự thì em lấy số 4 cho chị. Sợ bự hả? Bộ này em xe cho mấy chị 79.000 nha. Bộ này bữa hỏi em bán 89, bên em xe cho mấy chị 79.000 á. Cái bộ này dễ thương lắm.
sợ lấy số nhỏ nữa cái quần nó không vừa, sợ lấy số nhỏ nữa là cái quần nó không vừa. Cái bộ đồ này giống như cái bộ đồ em đang mặc nó trong đồ người vậy nè, cái quần thì ôm còn cái áo thì nó rộng nó bự kiểu như vậy á. Còn không em lấy lại số 4 như vậy. Ờ quên, bé chị thường thường mặc số 3, cái bộ này lấy số 4, lấy số 4 thôi. Thường thường bé chị bằng số bộ số 3, số 3 cái này không nhỏ, lấy số 4 đây. Cái bộ cái nón hồi nãy em quần quấy là đẹp lắm, mà chị thấy đẹp lắm. Lấy thử cho bé mặc bộ đi, bữa hỏi bán 89 nó mới bán, mới lấy về đây đó, 89 hay bán 79 đó. Cái bộ này nè vải đẹp lắm, mặn đã lắm. Mấy chị nào có bé nhỏ nhỏ mấy chị hốt đi, mấy chị hốt giúp em đi, đổi lên số 4 cho chị. Quên mà ổng lấy số 4 mấy cái bộ đồ, mấy cái bộ đồ nãy bữa lấy số 4 không vừa. Đây một bộ xây màu cam, ở đây nó có con dây đó mấy chị, mấy chị muốn thắt lên tới đầu thắt nha. Cái này là cái kiểu đó, mấy chị muốn thắt tới đầu thắt. Xây 13 rồi mấy chị, cái này lẻ size xây 13. Xây 13 này tầm 37 kg nha, form này to lắm, 37 kg đổ xuống, 37 kg đổ xuống mấy chị, 37 kg, 35-37 kg. Nói chung là xây số 13, 13 này 35-37 kg mấy chị. Đây em xả cho mấy chị bộ này 79 ngàn, em xả cho mấy chị bộ này 79 ngàn, 89 mới đúng chứ, thôi lỡ rồi xả nó xả 79 luôn mấy chị. Xả cho mấy chị 79 ngàn, xây số 13 37 kg, 35-37 kg mấy chị, số 13 35-37 kg em xả mấy chị 79 ngàn. Một cái quần đùi xả mấy chị 79 ngàn, nóng bằng mấy này mát lắm, 79 ngàn. 79 ngàn mấy chị yêu ơi. Comment cho em số 13 nha. Số 13 79 ngàn. Một bộ số 10 màu xanh em xem mấy chị 79 ngàn một bộ màu xanh số 10 nè mấy chị. Số 10 là tầm 28 kg nha mấy chị. Đây chợ này rút lên đẹp ghê á. Đây mấy chị thấy rút lên không, mấy chị rút lên tới đâu mà mang tới đó, thích rút tới đâu hay tới đó. Màu xanh mấy chị số 10, số 10 là 28 kg mấy chị, số 10 là 28 kg. Bé nào gầy gầy thì 30 kg nha, 28-30 kg mấy chị. Đây số 10 em xem mấy chị 79 ngàn, màu xanh, màu xanh em xem mấy chị 79 ngàn, màu xanh em xem mấy chị 79 ngàn, màu xanh em xem mấy chị 79 ngàn. Số 10 này có 28 kg. Có bộ màu cam xem số 13 kìa chị Ngọc, cho chị lấy cho bé, chị Ngọc sắc nách rồi lấy cho bé bạn cho mát. Comment cho em số 10 nha. Bộ số 10 comment cho em số 10. Này chị Ngọc, bộ này số 13 nè. Em xem 79 ngàn nè. Em nói lộn á, 89 ngàn mà em xem vậy. Em nói 79 ngàn sẵn em bán luôn á. Nè số 13 nè, form này to nè. Hốt bộ này về cho bé bạn đi thoải mái lắm. Vải mịn mà không dày nữa. Số 13 nè.
lon lon đỏ đỏ này đẹp nè, số 13 79 nha. Một bộ màu hồng. Số 9. Số 9 là 26 kg, 26 28 kg mấy chị. Số 9 là 26 28 kg. 79.000. 79.000. 79.000 chị yêu ơi. Số 9, comment cho em số 9. Một bộ đỏ duy nhất. 18 kg mấy chị. 18 kg. Em xem mấy chị 79.000 luôn. 79.000 luôn mấy chị. 18 kg 79.000. 18 kg mấy chị 79.000. Đẹp. Comment cho em 18 kg 79.000. Cho em xin trái tim thôi mấy chị, nút like mấy chị, mấy chị không cần phải chia sẻ em cho em đâu, vô cái trên fanpage bên đây là không cần phải chia sẻ đâu, mấy chị cho em nút trái tim, cho em trái tim với nút like là được. Nên em bán mấy chị mua mấy bộ này 59.000 nè. Bữa nay em xả luôn 59.000 một bộ đùi nè. Ở trước thì hình bút rì, sau thì màu hồng nè. Em có size nha. Cái là size số 10. Size số 10 nè mấy chị. Em xem mấy chị 59.000 nè. Size số 10. Size số 10 này tầm 22, số 10 này 22-24kg mấy chị. Bé nào gầy gầy thì 26kg nha. Em xem mấy chị 59.000. Một bộ đẹp lắm. Nó phối đẹp lắm. Xả cho mấy chị 59.000. Comment cho em số 10. 59.000 nha mấy chị. Comment cho em số 10. 59.000. À, xe đồ Châu ha, ok chị, số 10. Đem lên cái này cái nữa rồi lên đồ Châu chị xả hết mấy cái lặt vặt này, cái đem lên đồ Châu chị liền nha. Số 6. Số 6 là tầm 16 kg đó chị, 15 kg. Số 6 là tầm 15 kg. Số 6 là tầm 15 kg. Màu xanh em xem với chị 59.000 luôn. Cái này nhí đại em xem bằng giá luôn á, 59.000 luôn, nhí đại luôn. Có số, tới số 12 luôn, đại luôn á, mà em xem 59.000 luôn á. Số này số 6, 15 kg. Nhí đại em xem bằng giá luôn. Một bộ đồ màu cam số 4. Số 4 này tầm 13 kg mấy chị. Số 4 này tầm 13 kg. Nó phối màu cam sữa mấy chị. Cam cờ gót đó. Đây dễ thương lắm. Em xả 59.000 luôn mấy chị. Đây 59.000. Mấy chị thấy cái chữ không? 59.000. Xả mấy chị màu cam số 4. Tầm 13-14 kg mấy chị. Em xem 59.000. Rồi để em lấy hàng Quảng Châu lại em like cho chị. Sale 59.000, comment ở số 4 cho em nha. Số 4 cho em. Em lấy cái hàng Châu, cứ đi chị coi. Thank you.
em có xây từ 14kg cho mấy chị, 13-14kg tới 35-37kg này. Cái quần nè, xây này to lắm, xây này 35-37kg luôn á. Cái quần to nè, cái áo nè, có 109.000 vừa nghe chị Ngọc, vừa chị Ngọc, bự lắm, vừa á. Có cái đầu em hơi bự thôi, cái đầu em bự không vô được, cái đầu em bự quá. Đây màu màu vàng này, ở đây nó có nguyên cái đường viền, sao nó làm gắt. Rồi mấy bé mà tròn tròn trắng trắng bằng mấy này đẹp lắm. Đây gắt nè, làm gắt mà thấy mấy chị thấy gắt không? Đó, dễ cưng. Đây 109.000 nha mấy chị, 109.000. Màu vàng, có size từ 13-14kg cho tới 35-37kg luôn á. Rồi mấy bộ đồ đẹp, 109.000 mấy chị, 109.000. Cái size lớn này chị đâu có ấy đâu. Màu vàng, ok, màu nào thì comment lên cho em nha. Màu đen 109.000 mấy chị, màu đen, màu đen nó phối sọc nè, thun giãn mà giãn nó dẹ lắm, mịn lắm, nó không có cứng, nó nhẹ lắm. Đây màu đen, màu đẹp lắm chị Ngọc, màu đen. Thì thường chị mua xây cho bé không, bao nhiêu rồi xây cho bé không, là 99.000 rồi. Mà hàng kia cũng đẹp, mà hàng này hàng Quảng Châu nữa, nó đẹp, nó cũng đẹp nữa, chung cái nào cũng đẹp lắm. Thích màu nào comment cho em nha. 109.000 em có xây từ 13kg cho tới 35-37kg nha. Màu đỏ, màu đỏ, cái này dùng mấy bé mà bốn không chừng 40kg mà sợ chui đường, cái quần nó bự quá, bự luôn á, cái quần nó bự. Không lẽ vậy em cầm vô thử luôn á, em cầm vô thử coi, em 50kg là em cầm cái quần vô thử coi. Trời ơi, em 50kg mà em cầm vô được luôn nè mấy chị, em là cái đồ em bự lắm luôn á. Cái này 40kg là mang được luôn chị Thí, mua cho em bé con chị đi chị Thí. Này 40kg em mang được luôn á, 40kg bé chị mang được luôn á. Có 109.000 mà từ nhỏ cho tới lớn luôn á. Nhỏ cũng vậy mà lớn cũng vậy. Đó này dừa, cái này 40kg mang dừa á, bự quá bự rồi. Đỏ, đen đỏ, hồi nãy giờ vàng đen đỏ. Lên một cái này, cái này có chị Thí nha, chị mà lấy nhân nhỏ 40kg à. Đen đỏ 109.000 bộ mấy chị, xây từ 13-14kg cho tới 40kg không mấy chị. Màu hồng, màu hồng sắc mắt mấy chị. Cái eo em nói mấy chị, cái eo em 70 mấy, 70 mấy 80 á. Cái dòng eo em dưới đây á, em bận quần lên tới đó là 70 mấy 80 á. Cái dòng cái eo của em là 70 mấy 80 á, cái eo của em á. Đây mấy bộ đẹp lắm, mua cho bé bạn đi, chặt đổi lại, chặt trả lại cho em, đem về tới nhà chị cứ em cho đồng kiểm mà chứ gỡ ra, chị gỡ ra xong cái chị xem coi, chị cầm thử coi, chị thường thường như bận như con chị sao thì cầm thử coi là chị biết liền hả. Là không vừa là chị đưa vô shipper không mang gì cho em liền, không cần phải đổi chat, đổi tới đổi lui nữa, không đâu cần đổi tới lui đâu, chị cứ coi nó luôn, xong rồi chị kêu nó đợi xíu để chị xem, cái rồi chị xem không vừa chị đưa cho nó đưa về cho em luôn, khỏi cần đổi sao cũng được. Cáo to, cáo thì nó to nha. Màu hồng, đen vàng đỏ, màu hồng nữa nè chị, màu hồng đẹp nè, màu hồng sắc nách đẹp nè. Nhà chị chắc nhà chỉ màu hồng nhiều đó, chị Ngọc nhà chỉ màu hồng nhiều.
đen vàng đỏ ok chị Ngọc nha. Trời ơi, thơm nó to mà quá đẹp. Ok chị Ngọc, để em lấy chị ba màu nha. Hồng, ok chị. Trời, mấy cái bộ này đẹp. Ngoài thị trường nó bán 125.000 là rẻ rồi đó, có chỗ bán 125.000 là rẻ nhất rồi chị Ngọc. Em bán nghe em bán giá cao luôn á. Thấy yêu thương mấy chị tới cỡ đó đó, chị thấy không? Chị thấy yêu dữ rồi. Thanh kiều chị, thanh kiều Winamilk chị, rồi quay quay xả mấy bộ này tiếp. Dạ rồi mua mấy này cho bé đi học và thôi tưng lắm. Một cái set chân quấy của bé gái nè mấy chị, đây ở trong có chiếc cái quấy, một cái áo xay này 13 kg, size nửa 3 kg em xem mấy chị, vừa chân quấy vừa áo luôn, em xem cho mấy chị giá thấp luôn, vừa chân quấy vừa áo em xem cho mấy chị 89.000, em xem cho mấy chị 89.000. Size này là 13 kg mấy chị, size này 13 kg nha, trong có quần, em xem cho mấy chị 89.000 mà vừa cái quấy, vừa cái quấy ở trong có chiếc, vừa cái vừa một cái áo thun. Mấy chị 89.000 mấy chị, nhiều khi áo thun Quảng Châu mấy chị mua được áo Quảng Châu thôi, mua được áo thun thôi. Giờ này tặng giống như em mua cái áo thun em tặng cho mấy chị chân quấy 89.000, size này size 13 kg. 89.000. Size 13 kg mấy chị 89.000. Mấy chị yêu. Cái này em có một bộ size 12 nè. Size 12 này chắc bé chị ấy ấy chắc nó cũng mang vừa. Đây em xem 59.000 nè. Cái này vừa thôi chứ không rộng rãi đâu, vừa thôi. Size 59.000 size 12 nè. 59.000 size 12. Cái này là vừa thôi, rộng chứ không rộng đâu. 59.000. Bé đi học mấy cái mẫu này quá trời đẹp luôn nè. Nè con rấu nè, đây nè, thấy này 35-37 kg nè em. Cái bộ này em còn một bộ xay 26 kg, một bộ xay 26-28 kg, một bộ xay 35 kg,
Một bộ 3, một bộ 26kg, một bộ 35kg. Em xem với chị 79.000 bộ này nha. Trời ơi đẹp. 79.000 bộ này mấy chị. Em xem với chị 79.000. Em xem với chị bộ này 79.000. Hình con gấu cưng không? 79.000. Em có bộ 35kg với một bộ 24-26kg á. Bộ này nè, kêu chị thấy lấy bộ này cho bé bạn dễ thương nè. Cái bộ này phơm to lắm chị thấy. Chị lấy cái bộ này cho bé con chị bạn được nè. Áo lớp tốt nè. Màu nâu này bạn tay lắm này chị thấy. Màu nâu này bạn tay lắm. Này em còn có hai bộ, em còn size 2, size 3 nhưng mà size nó to. Cái bộ size 3 này là bé chị mang vừa luôn á. Xe 3 này bé chị mang vừa nha, phơm to nha, phơm này to nha. Một bộ màu nâu nè. Em xả cho chị bộ này 79.000 thôi. Không xả, em xả chị 69.000 luôn á. Hốt bộ này đi chị thấy đẹp lắm, tại em còn xe nhỏ mà. Hết xe lớn em còn có hàng một ghi, em còn có hai bộ luôn á. Cái màu này bặn lên tay lắm. Màu này màu giống như màu bò mà sao á, bặn tay lắm. Bé chị tròn tròn bặn lên tay lắm. Hốt bộ này về giúp em đi, cứu vớt đời em đi. Thấy thương lắm, bộ này thương lắm. Em xả chị 69.000 luôn. Bộ này họ bán tới ta bán tới 89-99.000. Nên em xả chị 69.000 luôn á. Nên em xả 69.000, chị yêu hốt cho em đi chị yêu. Hốt cuộc đời em đi. Bộ này chị về bạn đẹp lắm. Cho bé bạn đẹp lắm. Bạn không đẹp không tay trả đấy em. Một ghi hàng một ghi mà còn có hai bộ à, size thứ 2, size thứ 3. Cái bộ này em nói chị nghe lịch sử. Cái bộ này á like không có ai mua luôn. Từ khi em like, em like tới sau này cũng học, nói chung là like không ai mua hết trơn. Nhưng mà khách lại nhà thấy là lấy. Khách lại nhà thấy lấy. Mua không mua. Em like không mua. Mà lại nhà thì thấy em treo lại nhà mua. Còn có hai bộ hả? Còn có hai bộ xe số 3, xe số 2 à, cho nên em sale đó. Lấy cho bé 13kg thôi. Số 3 bé chị vừa. Số 3 bé chị vừa. Con to lắm. Bộ nào đẹp em nói đẹp thiệt, cái bộ này quá. Em like không em mua cho em có thiệt luôn á. Mà khách qua nhà người ta mua. Một bộ Adidas. Một bộ ba lỗ với tiệp. Một bộ ba lỗ. Một bộ ba lỗ. Cái này em còn xây. Em đang cầm là xây số. Em đang cầm là xây số 1 mấy chị. Số 1 này. Số 1 này 8kg 10kg luôn á. 8kg 10kg á. Xây số 1 nè. Em còn số 1, số 2, số 5 là tầm 8kg tới 15kg nha. 8kg tới 15kg. 8kg tới 15kg. Em sale bộ này 65.000. Em sale bộ này cho mấy chị 65.000. Em sale bộ này 65.000 mấy chị. Trời nóng mấy chị cho bạn mấy cái áo này về là đi học đồ mát lắm. Mát mẻ đi chơi đi học rồi, nói chung bạn ở nhà không vậy nó mát mẻ lắm. 65.000 bộ này luôn á. Em sale bộ này 65.000 mấy chị. Em cũng mùa lẻ sai còn có 2 bộ 3 bộ á. Còn 2 3 bộ mà nhà thế nhỏ còn 3 bộ. Em còn sale số 2, số 1, số 2, số 5. Số 1, số 2, số 5 em sale với chị 65.000 bộ này. Em xem với chị 65.000 bộ này. Ôi giờ mới thấy chị Heo Đất. Chị Heo Đất ơi, ba cái đồ quấn một mấy bộ quấn trâu đẹp quá trời, về mua cho bé đi học đi, đẹp quá trời luôn nè. Comment cho em đỏ. Em xem 65.000. Em còn lẻ sai em xem đỏ em xem 65.000. Cái bộ này còn có một bộ mình. Em xem 65.000. Xem với chị 65.000 bộ này. Ô cái bộ đỏ 65.000. Đỏ 65.000. Cái gì like chơi. Có cái bộ này cũng đẹp mà.
vô mấy mùa đi học đó chị, vô mấy mùa bé đi học, mấy chị mua đồ mới cho bé đi học đi, đồ bây giờ nó rẻ quá rẻ luôn, đâu có giống như hồi xưa mắc mỏ gì đâu mấy chị, mà mình không mua đồ mới cho con bạn đi học mấy chị, không. Đây một cái quần, cái bộ này mẫu này đẹp lắm nha, cái quần bạn bầu bầu nè, mấy bé bé tròn tròn đít cỡ nào cũng bạn được nha, cái quần bầu bầu dưới này nè, một cái áo lớp tớp, một cái áo ba lỗ lớp tớp màu hồng sữa, một cái áo ba lỗ lớp tớp. Em sale cho mấy chị bộ này 69-79 mấy chị. Em sale cho mấy chị 69-79. Em sale cho mấy chị 69-79 nha. Là cái quần kỳ đầu em bán 78-99 này. Bữa nay em sale rẻ rồi đó. Bữa nay em sale cái nào cũng xuống 20 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn chứ. Là em không có lời đâu. Em xả cho nó, giống như em sale cho nó có tương tác với mấy chị thôi. Em sale cho tương tác với mấy chị, là mấy chị tương tác với em chặn tìm thêm khách thôi, nói chung là vậy đó, chứ không có lời đâu chị. Đây thấy cưng không, cái này em có xây tới 14 luôn nha, tới bé 40 kg mang dừa luôn chị thấy. Bộ này em có xây tới 40 kg, bé 40 kg chị mang dừa luôn á, xây 14 này bé chị mang dừa đó, 40 kg mang vừa, xây này là 40 kg mang vừa đó. Xem đang cầm nhỏ nhất xây số 1 mà nó bự nè, xây số 1 này tầm, xây số 1 này chắc tầm 10 kg chứ 8 kg mà mang không vừa đâu. Phơm này cũng hơi to, cái bộ này phơm hơi to, tay lớp tớp mà bạn nó ôm ôm mới đẹp, sát nách nữa, bạn ôm nó mới đẹp chứ bạn mà rộng rộng xấu lắm, sát nách bạn rộng xấu lắm, phải bạn cho nó ôm. Em xả 69-79 mấy chị, 69-79 áo lớp tớp ba lỗ mà lớp tớp thì dễ thương, 69-79 em làm giá rồi. Em xả cái từ 69-79 mấy bộ đẹp lắm, bé tròn tròn á, có khách em mặn cái bộ đồ này rồi, ốm quá bạn không đẹp, ốm quá bạn không có đẹp, tại vì cái áo mà ba lỗ á, áo lớp tớp mà ba lỗ nữa, tròn bạn mới đẹp, hơi gầy gầy bạn không đẹp, gầy gầy là bạn bảo đẹp không đẹp. 69-79 mấy chị, thích comment cho em sữa kèm số ký, sữa kèm số ký mấy chị. Sữa kèm số ký, bộ nổi nè, trắng bạn nổi cho coi. Em còn xe sọ nhỏ nhất là xe số 3 nè mấy chị. Xe số 3 này tầm 10-12 kg. Xe số 3 này tầm 12 kg. Xe số 3 này tầm 12 kg mấy chị ơi. 12-18 kg. Em có xe 12-18 kg. 12-18 kg em xe mấy chị 59.000 bộ này, 59.000. Em xe mấy chị bộ này 59.000 nha. Em xe mấy chị 59.000. Thích comment cho em 59.000. À màu đậm đà hả? Dạ. Thích màu đậm đà ha. Cái màu nào mà không thương đâu, màu nào? À, cái màu đó thì nhìn nó hơi dơ dơ. Tại cái màu đó thì nhìn nó sáng quá, sợ mấy bé vặn dơ phải không? Chị thích mấy màu đậm đậm quá. Ok chị yêu. Kêu like chắc kêu tên chị hoài chứ. Chị mua hoài chắc mốt chị không dám vô coi lại em đâu. Bộ đó không có xây lớn hả chị? Bộ này hả chị? Dạ không, bộ này em còn xây từ 12 kg, từ 12 kg tới 18 kg thôi chị à. Còn 12 tới 18 thôi. Em sale 59.000. Em còn lẻ size mà lẻ size nhỏ nhỏ cho nên em mới sale á chị. Nè có bộ này còn xây lớn nè chị, em cái bộ này em đang sale nè, còn xây lớn nè, để em lấy chị xem. Là chị Misa. Là chị bộ này em đang xe 59-59 nè chị. Có xe lớn nè. Có xe tới 40 kg luôn. Có xe tới 40 kg luôn chị. Một cái áo, một cái quần với một cái áo lớp, một cái áo ba lỗ lớp tốt. Này. Em xe 69-79 vải em nói chị đẹp nhất cái nách, tại vì em còn
lẹ 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 nhỏ 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 này em xả em lấy tương tác với mấy chị thôi, chứ em bán mấy bộ này không có lời đâu. Là 69, 79 mấy chị, xe nhí 69, xe đại 79 đây. Xe nhí 69, xe đại 79, hết comment lên cho em. Xe nhí 69, xe đại 79 mấy chị đây. Hết comment lên cho em nha. Em đang sale đó, 69, 79. Xe lớn là bao nhiêu ký hả chị? Xe lớn là xe bao nhiêu ký á? Chị bé chị bao nhiêu ký? Bé chị bao nhiêu ký? Em lấy mấy hàng, mấy đồ đẹp bao số ký của bé cho chị xem. Lớn là bé chị bao nhiêu ký? Lớn là bé chị bao nhiêu ký? Em lấy hàng bé chị cho em cho chị xem. Màu ruốc mấy chị, em còn 8 kg tới 15 kg, em còn 8 kg tới 15 kg, 30 kg hai dạ, 8 kg tới 15 kg này, 8 kg tới 15 kg, 8 kg tới 15 kg, em xem với chị 65.000 luôn. Dạ ok chị, 30 kg nha. Rồi để em lấy xay 30 kg cho chị yêu coi, chị ưng cái nào thì ủng hộ em nha, ủng hộ bé nha, ủng hộ bé bự nha. Dạ đây chị, một bộ màu vàng 30 kg nè chị, một bộ màu vàng đây, 30 kg màu vàng, cáo hình con gấu, 30 kg vải mịn đẹp, em bao đổi trả trong mọi hình thức luôn mấy chị, về mấy chị không thích em cũng cho đổi luôn. Cái chữ nó chị thấy trên like đẹp quá, màu sáng quá, mà về nhà thấy cái màu tối quá chị không thích thì chị đổi, em cũng nhân cho đổi, nhưng mà lúc đó chị chịu tiền ship giúp em. Còn mà ví dụ như em lấy mà bị chặt thì chịu tiền ship em chịu nghe chị ha. Đây 30 kg này treo, em xe bộ này 89.000, em xe bộ này 89.000 treo, 89.000, 30 kg là qua xe đại đó chị, bé chị qua xe đại đó mà em bán bộ này có 89.000, 89.000 chị biết bộ này bán 89.000 quá rẻ. Đây xe này xe 30 kg, 89.000, em có xe từ 22 kg tới 30 kg nha, 89.000, thích thì comment cho em 89 với chị, thích thì comment cho em 89. 22 kg cho tới 32 kg, 22 kg tới 32 kg đó chị. 30 kg của chị là em trừ hao rồi đó, là em cho rộng rãi rồi đó. Thích thì comment cho em màu vàng nha, màu vàng hình con gấu, comment cho em vàng. Em sale chị 89.000, em sale 89.000 chị yêu. Gấu xanh, cái bộ này thì cái quần luôn, quần cũng có gấu luôn, áo gấu luôn. Em xe bộ này 79.000, em xe bộ này 79.000, em xe bộ này 79.000, em có xay 28 kg nhưng xay 26 kg với mình xay 30 kg, 30-32, cái bộ này 30-32 là thoải mái rồi đó. Đây em xe bộ này 79.000, vải đẹp lắm, em bao với chị trả đổi trả trong mọi hình thức là mấy chị hiểu rồi. Em đâu có bán lại được, mấy chị đổi em tối mình ship sao. Xanh, thích comment cho em xanh nha. Hồi nãy vàng, gấu vàng, còn giờ gấu xanh nha. Comment cho em gấu xanh. Đây, bộ này cũng có 30 kg nè chị. Bộ này em còn duy nhất một bộ đại 30 kg thôi. Đây còn một duy nhất một bộ đại luôn 30 kg luôn. Một cái áo lớp tớp, lớp tớp không ngắn nha, một cái quần ống suông, một cái quần ống suông. Dễ thương không? Bộ này em bán cho chị 95.000, bữa nay em xả cho chị 89.000 luôn em. 95.000. Còn có một bộ size đại duy nhất em xả cho chị 89.000.
95.000 em xả 89.000. Xây này 30kg đó chị. Rồi 95.000 nên xả cho chị 89.000, còn một bộ duy nhất. Một cái quần suông bạn cưng lắm. 89.000 mới chịu. Em còn một bộ 30kg 89.000. Bộ này thì em có xây từ nhỏ lắm, xây 8kg luôn á. Em còn xây nhỏ, bộ này em còn xây nhỏ mà giờ còn có bộ này xây lớn là em xả 89.000 á. Comment cho em lo. Quần ống suông đẹp. Bộ này thì đùi. Bộ này đùi. Bộ này đùi. Đây một bộ đùi lon đỏ. Đùi. Nhưng mà nó có cái nón. Bạn hot đi lắm. Đây bạn hot đi lắm mấy chị. Đây. Bạn bụi. Bụi lắm. Con chó dưới đây là nó thiêu luôn nha mấy chị. Đây con chó nằm đây là thiêu luôn nha, không in không gì nha, thiêu luôn, thiêu vô đồ luôn. Đây em còn xây một bộ xây 28kg, một bộ xây 30-32kg á. Em xây bộ này tám mươi lăm ngàn mấy chị em. Đùi lon cho em, comment cho em đùi lon cho em, thích là comment đùi lon. Hai bộ xây nhỏ với một bộ xây lớn. Xây 1 năm với một bộ xây 9-11. Chính bán rồi luôn rồi. Còn có một bộ 11. Bộ này bán được lắm đó chị. Vậy em còn có nhiều năm xả đó. Chứ bộ súng xuông này bán được lắm á. Còn có một bộ xây đại nên xả đó chứ quá đẹp lắm. Còn nhí gì nữa chị. Hello mấy chị. Không ưng mẫu nào hả chị Nghi Sa? Chị Nghi Sa yêu ơi. Không ưng mẫu nào hả chị? Cái mẫu này đẹp mà. Cái mẫu em đưa lên chị là đẹp đẹp nên xả rồi đó. Giá xả của em rồi đó. Giá xả của em rồi đó. Giá xả của em đó mấy chị yêu. Mấy chị cứ chưa tin tưởng em, mấy chị cứ theo dõi em. Mấy chị cứ theo dõi em đi rồi từ từ rồi mấy chị thấy em ok chừng là mấy chị đủ tin tưởng, mấy chị ok mấy chị ủng hộ em nha. Chứ mấy chị mới mua hàng em á, mấy chị nào mới mua hàng em khuyên mấy chị mua một bộ thôi. Mấy chị mua một bộ thôi. Mua một bộ giá rẻ cũng được nữa, mấy chị về mấy chị xem cách vải rồi mấy chị xem cách em bán hàng như thế nào, mấy chị ủng hộ em tiếp cũng được. Em bán hàng em dễ lắm. Mua một bộ thôi cũng được. Mua một bộ thì ủng hộ em đi rồi xong 11. Thấy rồi em bán hàng ok. Bán hàng được cái gì ủng hộ nữa cũng được. Em không có mới mua em không có phim cái chị rồi. Phải mua em 5-3 bộ, 7 bộ em mua một bộ thôi. Mấy chị về thử chất quả như thế nào đi. Ok 11 mình gặp nhau nữa.
có sao đâu em dễ à. Mấy chị nào không có thời gian xem like, mấy chị xem coi lại like, mấy chị thích mẫu nào cứ chụp hình màn hình gửi inbox cho em nha. Ví dụ như còn hàng thì em báo mấy chị còn nha. Đầu tuần chắc mấy chị không có được rảnh ngơi nhiều á, chứ giờ chuẩn bị đi học nữa. Ngày thứ hai nè, thôi em tắt lại sớm nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha, chúc mấy chị ngủ ngon nằm chim bao đẹp nha. Mấy chị nào chưa tin tưởng em thì cứ theo dõi em một ngày hai ngày nữa nha mấy chị ha, để thêm thấy cái mẫu nào được, mẫu nào thì ưng, mẫu nào thì ủng hộ em nha mấy chị ha. Bye bye chị, chúc mấy chị ngủ ngon nha.